Thực dân Pháp từng tự hào, Điện Biên Phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm, một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, là cỗ máy nghiền nát mọi cuộc tấn công của Việt Minh. Thế nhưng, tất cả những dã tâm đó đều đã bị đập tan bởi một đội quân non trẻ của một dân tộc chỉ vừa mới giành được độc lập. Ngược thời gian, 70 năm trước, đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nóc hầm tướng The Castery. Lá cờ quyết chiến quyết thắng ấy là biểu tượng sức mạnh của ý chí, quyết tâm của toàn dân tộc. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa hè năm 1953, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta bước vào năm thứ 8. Bằng tinh thần, cảm tử để Tổ quốc quyết sinh, từ căn cứ địa Việt Bắc mà trung tâm là ATK Thái Nguyên, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã đưa ra những quyết định quan trọng để quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp, làm nên các chiến thắng vang dội. Việt Bắc Thu Đông 1947, biên giới 1950, Tây Bắc 1952 và Thượng Lào 1953. Vùng giải phóng không ngừng được mở rộng, chính quyền nhân dân được củng cố. Sau 8 năm, ta càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn. Còn thực dân Pháp đã thiệt hại 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2.000 tỷ franc. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, quân đội trên chiến trường ngày càng xa lầy và bị động. Trong cái tình huống như vậy thì người Pháp đã nghĩ tới việc là dựa vào Mỹ để tiếp tục lao đổi cái cuộc chiến. Đến mùa hè năm 1953, là cả bộ chỉ huy quân đội Pháp và Mỹ đã lựa chọn tướng Deva là một trong những cái vị tướng được đánh giá cao ở trong bộ chỉ huy quân sự NATO, được cử sang làm tổng chỉ huy của đội Pháp ở Đông Dương. Và khi sang Đông Dương thì tướng Deva đã cho ra đời một cái kế hoạch, mà cái nội dung cốt lõi của cái kế hoạch này là muốn xây dựng một cái đội quân cơ động mạnh để trong vòng 18 tháng sẽ mở những cái cuộc tiến công chiến lược giành thắng lợi và buộc ta phải điều đình theo những điều kiện mà người Pháp đặt ra. Giữa tháng 11 năm 1953, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Bác Hồ, quân ta mở nhiều hướng tiến công, buộc địch phải phân tán lực lượng, cơ động và bị động đối phó. Tại hội nghị cán bộ cấp trung đoàn trở lên do Tổng quân ủy và Bộ Quốc phòng triệu tập để phổ biến kế hoạch tác chiến Đông Xuân năm 1953-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định hướng chính là Tây Bắc. Biết hướng tiến công của ta, Nava gấp rút điều lực lượng nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại căn lán đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc đã diễn ra một cuộc họp làm thay đổi vận mệnh cả một dân tộc, lịch sử của cả nhân loại. Nếu không có cái hội nghị của Bộ Chính trị do bà con tụ tập ở tỉnh Cao là thì không có cái Điện Biên Phủ. Lúc đó là cái hội nghị tỉnh Cao đã quyết định điều động cái lực lượng của địch để bắt đi phải phân tán. Lúc mà đang còn họp chung như thế, cả đại biểu các chiến trường thì có tên là địch nhảy dù ở Điện Biên Phủ, thì quyết định là ta nhằm Tây Bắc là chính nhưng mà tập trung đánh Điện Biên Phủ. Tổng quân ủy nhấn mạnh trận Điện Biên Phủ sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy sự chuẩn bị có nhiều khó khăn, cần giáo diết tập trung lực lượng mới làm kịp. Nhưng nếu kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành được chiến dịch thì thắng lợi này sẽ là một thắng lợi rất lớn. Mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được tiến hành khẩn trương với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Trước khi lên đường đi chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên quân tát xã Phú Đình, Định Hóa chào Bác Hồ. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Lời dặn của Bác trước khi chia tay như kim chỉ nam
xuyên suốt giúp đại tướng đưa ra được những quyết định sáng suốt và đầy bản lĩnh ở những thời khắc cực kỳ khó khăn. Khi đó bác hỏi đại tướng: "Chú đi xa như vậy có gì trở ngại không?" Đại tướng thưa với bác: "Thưa bác, cháu đi xa không có gì trở ngại, chỉ trở ngại một điều là không thường xuyên xin ý kiến của bác và chính phủ được." Sau đó bác giao nhiệm vụ cho đại tướng: "Tổng tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định, có vấn đề gì thì thống nhất trong đảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ thực hiện rồi báo cáo sau." Cái toàn bộ cái câu đó là thể hiện cái niềm tin của đảng mình, của bác Hồ với đại tướng: tướng quân tại ngoại, đấy, trao cho chú toàn quyền quyết định trên mặt trận. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, đại tướng Võ Nguyên Giáp rời ATK Định Hóa lên đường ra mặt trận, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 12 tháng 1 năm 1954, đại tướng Võ Nguyên Giáp có mặt tại sở chỉ huy Thẩm Púa, cách Điện Biên Phủ 15 km, bắt tay vào triển khai kế hoạch tác chiến như đã xác định và thống nhất từ ban đầu là đánh nhanh, thắng nhanh. Cũng từ đây, cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta dần đi đến hồi kết, với một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, gắn liền với tên tuổi và tài thao lược kiệt xuất của một vị tướng huyền thoại mang tên Võ Nguyên Giáp.